quite a lot of money. Đẹp chưa? Cầm chắc máy hình không chết đấy.
đúng duy nhất Việt Nam không? Đêm qua bắt được 7 tấn, sáng giờ nó bắt được khoảng 2-3 tấn thôi. Cả mua của nó thì bắt được cả 100 tấn, không phải mất công đánh bắt. Tên của nó là bắt cá qua đăng trượt tràng xả lũ, cái này gọi là đăng trượt. Ở cái đăng mà có cái đầu, cái đồ trượt nó vào hất nó, cá nó xuống góc kia, nó hút đầu của cái kia, cái này nó chạy đây, rồi em đây nó hất. Xong chưa? Rửa hết cái này rồi. Quay hình ảnh nó chết rồi đấy. Quay hình ảnh quay. Quay. Quay chúng ta bắt được con 1-2 con cá quay xuống. Cắn không đây. Cắn không có ông em bắt đây. Quay nó đây.